Em Ngọc Bền xin chào tất cả quý vị các bạn đang bên lan trên Tổ quốc nhá. Hôm nay là ngày mùng 9 tháng 5 năm 2019 thì cơ sở chúng em lại tiếp tục cập nhật chia sẻ mọi người những loại lan mới mà ngày hôm nay em cập nhật được để chia sẻ mọi người đây. Thì trước khi giới thiệu các mặt hàng lan mà ngày hôm nay em có để chia sẻ mọi người thì em xin được giới thiệu với cơ sở chúng em là ở thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng nhé mọi người nhé. Đó. Và hình thức bán hàng của chúng em thì chúng em sẽ bán hàng ship code đi khắp mọi miền Tổ quốc cho tất cả các bạn. Các bạn nhận hàng rồi thanh toán tiền hàng và tiền cước cho nhân viên bưu điện, họ giao hàng tận tay cho các bạn ạ. Đó. Và hôm nay em có những cái khúc lan đã được ghép thuần và hàng nguyên bản. Đấy. Thì có để chia sẻ cho mọi người những cái giỏ lan rất là đẹp và cũng rất là vừa tiền. Và hàng kg thì có rất là nhiều loại lan khác nữa đó. Và bây giờ em đi vào giới thiệu chi tiết luôn cho các bạn nhé. À quên mất, còn chưa cho các bạn chưa đề cập số điện thoại cho các bạn để các bạn liên hệ đặt hàng hoặc là nhắn tin đặt hàng với cơ sở chúng em. Có hai số điện thoại là số 0984754102 và thêm một số 0967615815 nhé các bạn nhé. Đấy. Và bây giờ em đi vào giới thiệu luôn cho mọi người nhá, những cái phần lan và những cái giò lan mà hôm nay em có. Ở đây thì các bạn đang thấy đây là một khúc lan vảy rồng mà được chặt nguyên bản ở rừng về nhé các bạn nhé. Đấy. Khúc lan vảy rồng. Thì cái khúc này thì cũng được dân họ đã treo để vườn han cả những cái đinh này rồi. Đấy, han dỉ xét cả những cái đinh này rồi. Có khả năng là họ cũng đã treo ở vườn khá là lâu. Đấy, về khúc vảy rồng này. Khúc vảy rồng này thì phải lan vảy rồng ra hoa vào tháng 3 các bạn ạ. Đấy. Bây giờ đấy qua hết mùa hoa rồi nhưng mà hình như là năm nay nó trốn hoa hay sao ấy. Thế này thì sang năm nó sẽ ra hoa rất là rộ luôn nếu mà năm nay nó trốn hoa. Đấy. Chắc chắn là năm nay nó trốn hoa tại vì không có ngồng hoa cũ nào của năm nay này. Đấy. Thì khúc này có giá là 250.000 nhé các bạn. Khúc vảy rồng duy nhất ạ. Có một khúc vảy rồng nữa. Đấy. Và tiếp theo đây là những khúc đùi gà dẹt. Đây nhá các bạn. Đây là những cái khúc đùi gà nguyên bản nhé các bạn. Đây là một cái cành cây mà họ lấy về luôn này. Cả cành cây luôn này. Đấy. Thì giò này có giá là 250.000 nhé các bạn. Một khúc đùi gà số 1 nhá. Em cứ để vào đây là đùi gà số 1 nhá các bạn nhá. Thì các bạn đặt hàng thì cứ đặt hàng theo 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 dề đùi gà số 1. Giá tiền là 250.000 nhá. Đấy. Và tiếp theo đây là dề đùi gà số 2. Đấy, dề đùi gà số 2 đây. Dề đùi gà số 2 thì cũng tương đương với dề số 1 đấy thôi, cũng có giá là 250.000 nhá. Đấy. Là khúc đùi gà số 2 đây nhá. Là cũng có giá là 250.000 ạ. Đó. Và đây là khúc số 3. Khúc số 3 đây thì với một khúc cây nhỏ nhỏ thôi và nó lại còn có được rất là nhiều thân thân đùi gà này cơ. Đấy, khúc này có giá là 200.000 thôi. Đấy, rất là rẻ và rất là nhẹ nhàng. Đấy. 200.000 nhá, khúc đùi gà số 3. Và tiếp theo đây là một khúc ghép thuần các bạn ạ. Đây là một khúc vanda ghép thuần. Cái này thì chắc chắn là ghép rồi. Đấy. Đấy. Khúc đùi gà số 3 nhé các bạn nhé. Khúc này cũng có giá. À số 4. Đây là khúc đùi gà số 4 có giá là 200.000 tiếp nhé các bạn nhé. Đó. Đây ạ. Và tiếp theo đây là khúc đùi gà số 5. Khúc đùi gà số 5 này là khúc nguyên bản rồi. Được chặt nguyên bản này. Đấy. Khúc đùi gà số 5 này là được chặt nguyên bản rồi. Khúc đùi gà số 5 thì cũng có giá là 200.000 nhé các bạn. Đó, khúc đùi gà số 5 này là 200.000 nhé. Và tiếp theo đây là khúc đùi gà số 6 và cũng là khúc cuối cùng của hàng nguyên bản. Khúc này là khúc số 6 hàng nguyên bản nhé các bạn nhé. Khúc này có giá là 100.000 thôi. Đó. Khúc đùi gà số 6 là rẻ nhất ạ, 100.000 ạ. Đấy, các bạn đặt hàng thì nhớ đặt hàng theo má của từng giỏ nhé các bạn nhé. Đấy. Và có giá tiền chi tiết luôn ở từng giỏ luôn rồi. Đó, bây giờ chúng em sẽ
Đấy, đặt lộn tí nữa anh Quốc Duy anh lại dán nhầm. Đấy, zích zắc nhá anh nhá. 1 2 3 4 đúng không? 5 6 này. Đấy. 5 À 6 đây. Đây 5 đây. Tí nữa ghi lộn này. Đấy. 6 đây. 5 đây. Đấy. Để tiếp theo em giới thiệu cho mọi người hai cái khúc Vanda hương chanh nhé các bạn nhé. Đây là một giò được trồng thuần nhé các bạn. Đây là một giò được trồng thuần ạ, được trồng vào một cái chậu vuông mà các bạn ấy đóng thành một cái chậu vuông như thế này nhé các bạn nhé. Là một giò Vanda nguyên bản như này đây, gồm có ở đây là gồm có hai ngọn này, đấy một cây mà đẻ ra hai ngọn này. Hình như là cái này được trồng nguyên từ một rề thôi các bạn ơi. Cái này được trồng nguyên từ một rề nhé các bạn. Đấy, cây này là còn trốn hoa này, chưa ra hoa này. Đấy, gồm có hai ngọn, ba ngọn, bốn ngọn, năm ngọn, sáu, bảy, tám ngọn. Đấy, tám ngọn có giá là 400 nghìn nhé các bạn. Một giò Vanda trồng thuần này ạ. 800 à, 400 nghìn nhé, tám ngọn ạ. Đó. Cây thì bây giờ đang hoa như này đây, đấy, màu vàng. Và mặt trước thì màu hơi ngả nâu một chút nhé các bạn nhé. Vanda hương chanh thì cho mùi hương rất là thơm luôn ạ. Những cái nhành hoa này bây giờ hiện đang tỏa hương cực kỳ là thơm luôn ạ. Đấy. Và đây là cái một khúc Vanda nguyên bản nhé các bạn nhé. Cái này là nguyên bản chặt ở rừng về nhé. Đấy. Khúc này thì có giá cây nó không được xếp đẹp bằng cái giỏ kia, nhưng mà nó lại được rất là nhiều ngọn luôn. 1 2 3. Đấy. Cây ở giữa này đang đẻ rất là nhiều cây con luôn. 4 5 cây này cũng vào 5 ngọn thôi. Đấy. Mà cây rất to đẹp nhá các bạn nhá. Cây của nó rất là to ạ, có giá là 300 nghìn nữa ạ. Khúc Vanda nguyên bản này có giá là 300 nghìn nhá các bạn nhá. Các bạn đặt hàng nhớ đặt hàng là khúc Vanda là 300 nghìn và ký giỏ Vanda trồng thuần là 400 nghìn nhá các bạn nhá. Đấy. Và tiếp theo đây em giới thiệu thêm những cái phần lan và những cái loại hàng kg. Thì ở đây em có một phần trâu này. Phần trâu này có 1 kg nhé các bạn nhé. Có đúng 1 kg thôi. Đấy. Thì bác nào lấy thì em gửi luôn cho là 550.000 nhé các bạn. Đấy, 550.000 1 kg trâu. Cái này là trâu rừng Lào nhé các bạn. Đấy. Cái này là đai trâu rừng Lào. Các bạn ở trong miền Nam thường hay gọi là Nghinh Xuân hoặc là Ngọc Điểm ấy ạ. Đó. Thì 550.000 cho phần trâu này nhá. Đấy. Đó, chi tiết phần trâu này đấy ạ. Đây là hàng trâu rừng Lào nhé các bạn. Và tiếp theo đây một mặt hàng nữa của rừng Lào đây là trầm tím rừng Lào nhé các bạn. Trầm tím rừng Lào này thì có giá là 1.800.000 1 kg nhé. Đấy. Tương đương với một lạng là 180.000 ạ. Một lạng là 180.000 ạ. Đấy, các bạn có thể đặt từ hai lạng trở lên để chúng ta ghép từ một giò, rất là đẹp luôn ạ. Đấy. Hàng rừng thì đấy, nó sẽ có sông sâu chuột gặm nhá, lung tung nhá. Nhưng mà những cái mầm này này, những cái mầm này đảm bảo cho các bạn khóm nào cũng có mầm để cho các bạn chơi nhá, chứ không phải là khóm nào, những cái khóm mà bị gãy mầm là chúng em sẽ không gửi hàng nữa nhá. Tại vì hàng này em đảm bảo là khóm nào cũng có mầm cho các bạn chơi. Đấy. Có những khóm nhỏ nhỏ như này, đó. Có những khóm mà vẫn còn đang lên mầm như này, nhỏ nhỏ như này, đấy, như cây này đây hai mầm này, đó. Khóm này hai mầm này. Đấy. Có những khóm rất là nhỏ nhé các bạn nhé. Khóm này một mầm này. Đấy, có giá là 1.800.000 1 kg ạ. Trầm tím rừng Lào, mặt hàng bây giờ đang rất là khan hiếm rồi. Vào 1-2 năm nay là gần như là không có hàng để bán ấy. Thỉnh thoảng có được một lô độ khoảng 5-7 cân về thôi. Chia sẻ với mọi người. Và tiếp theo thì em giới thiệu cái đây là hoàng thảo vôi nhé các bạn. Hoàng thảo vôi thì bây giờ đang lên những mầm cây con như này. Đấy. Cây đang lên rất là khỏe nhá. Hoàng thảo vôi có giá là 280.000 1 kg. Đấy, 280.000 một cân ạ. Tiếp theo đây là sơn thủy tiên. Sơn thủy tiên này cũng của rừng Lào nhé các bạn. Sơn thủy tiên rừng Lào thì nó nở hoa sớm hơn ở rừng Bắc hay là hàng hàng của Trung Quốc. Hàng của Trung Quốc thì bây giờ đang ra cái mắt đen mắt đỏ kia đang rất là nhiều luôn, nhưng mà giá thành nó rất là đắt nên là chúng em cũng không 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 nhập hàng để chia sẻ với mọi người đâu. Đấy. Em chỉ bán những hàng rừng này là có giá là 200.000 1 kg. Chứ còn hàng
Hàng rừng này thì về chúng ta bắt xổ số thôi, thì được bắt đen hay mắt đỏ gì đấy thì ở cơ may của chúng ta đấy. Thì cái so với mắt đen mắt đỏ thì người ta cho rằng đấy là mặt bông đột biến, còn đa phần thì sơn thủy tiên sẽ cho bông nó sơn thủy tiên hoàng lạp, các bạn phân biệt nó rõ ràng nhá. Sơn thủy tiên cánh của nó to hơn, bông to hơn và họng có màu sẫm hơn đấy, sẫm vàng hơn, hoặc là họng màu nâu nâu đấy, màu sẫm vàng hơn. Còn cái sơn thủy, cái hoàng lạp á thì bông nó nhỏ hơn, cánh nó cũng nhỏ hơn đấy, và cây lá của nó cũng nhỏ hơn và mỏng hơn, chứ nó không phải là sơn thủy tiên và hoàng lạp lẫn lộn nhau được nhá các bạn nhá. Đấy, cái sơn thủy tiên này có giá là 200.000 1 kg nhé. Đấy, và tiếp theo đây một mặt hàng cũng đang rất là chạy và lúc nào về thì hàng cũng chạy được các bạn chờ đón để đặt hàng rất là nhiều, đó là lan kiều tím miền Trung nhé các bạn nhé. Đây kiều tím thì bây giờ đang nụ như này đấy, đó đang nụ đấy, có những khóm nó nhỏ nhỏ như này thì cũng đang nụ ở đây đấy, đang sưng mắt nụ nhé các bạn nhé. Đó một cái nụ đang sưng này đấy, một khóm chỉ chưa đầy một găng tay, mà lô hàng này chủ yếu là thân ngắn ngắn các bạn ạ, chủ yếu là thân ngắn ngắn thôi ạ, rất là đẹp ạ, có những khóm cỡ như này trở lên nhé các bạn nhé. Thì dòng này thân ngắn như này thì chúng ta trồng lên chậu rất là dễ dàng đấy, cây thì đang nụ rất là nhiều luôn ạ. Có những cây nào chưa ra nụ thì sắp tới nó sẽ ra nụ sau nhé các bạn nhé. Có những cây thì nụ bông của nó đã to như này rồi đấy, bông này thì kiểu trong thùng lúc vận chuyển lâu ngày quá thì nó cũng chưa nảy được sắc này đấy, nó cũng chưa ra được kiểu hồng này đó, thì do nó vận chuyển ở trong thùng lâu ngày quá nên là nó chưa ra được màu thôi đó. Đấy có những khóm nhỏ nhỏ này cũng đang nụ đây đó, hàng đang đang bắt đầu nụ thôi nhé các bạn nhé, nên là những cái nụ này lúc gửi hàng á rất dễ bị gãy đó, nên là chúng ta mà mua muộn quá sau này nụ nó to quá thì nó rất dễ bị gãy rụng hết. Về cái kiều tím kiều hồng này thì có giá là 200 à đâu 350.000 1 kg, nhưng nay em giảm giá chia sẻ mọi người còn 320.000 1 kg thôi nhé các bạn nhé. Đấy 320.000 1 kg ạ, lan kiều tím kiều hồng này ạ, chủ yếu là đa phần là thân ngắn ngắn thôi đó. Và tiếp theo đây thì em có lan hải yến, đây lan hải yến nhé các bạn. Lan hải yến này hôm nay bán giảm giá cho mọi người là còn 140.000 1 kg thôi nhá các bạn nhá. Đấy 140.000 1 kg này lan hải yến, hải yến thì bây giờ đang có nụ như này nhé các bạn. Đây lác đác vẫn còn có những cái nụ còn nhỏ nhỏ thì nó còn lành, còn những cái nụ này nó dài quá này thì nó bị hỏng bông khá là nhiều đấy, như cần này đây còn 1-2 bông hoa là sắp tới còn nở nở được thôi. Đấy 140.000 1 kg. Và tiếp theo đây là sóc tím, sóc tím cũng có giá là 140.000 1 kg thôi này. Đấy bình thường này giá là 160 180 nhưng nay em bán giảm giá là còn 140.000 1 kg thôi. Những cái cây lá nó héo héo như vậy, ở rừng nó đã héo như vậy rồi các bạn ạ, tại vì mùa này là mùa khô, như các bạn ở trong miền Nam thì biết rõ về cái mùa khô rồi đấy, rồi sắp tới nên vào mùa mưa thì cây nó sẽ lại bắt đầu tươi lại, hoặc là về vườn chúng ta chăm sóc, chúng ta tưới phun tưới chế phẩm Nguyễn B1 hoặc Atonic thì cây nó sẽ lại tươi lại bình thường thôi mà các bạn nhé. Đấy 140.000 1 kg rồi. Và tiếp theo đây là lan hoàng thảo xoắn, hoàng thảo xoắn thì bây giờ đang xuống lá như này rồi nhá các bạn nhá. Hoàng thảo xoắn này thì có giá là 280.000 1 kg, nay em bán giảm giá cho mọi người còn 250.000 1 kg thôi. Đấy em bán xả hàng cho mọi người đấy ạ, 250.000 1 kg nhé các bạn. Đấy và ở đây là phi điệp vàng, phi điệp vàng có mức giá là 150.000 1 kg nhưng nay em bán xả hàng cho mọi người còn 120.000 1 kg thôi này. Đấy riêng viên hôm nay thôi đó là 120.000 1 kg nhé các bạn. Và tiếp theo đây là lan dáng hương tam bảo sắc, dáng hương tam bảo sắc chủ yếu là cây la xếp nhé các bạn nhé. Thì nay em bán xả hàng cho mọi người còn 250.000 1 kg thôi đó, dáng hương tam bảo sắc nhé, 250.000 1 kg đó.
Nay em bán giảm giá rất là nhiều mặt hàng luôn ạ. Và còn tiếp theo đây là lan hạc Vĩ Bắc. Hạc Vĩ Bắc thì nay em cũng giảm giá luôn cho mọi người là còn 250.000 1 kg nhé các bạn nhé. Bình thường thì 280-300.000 đó. Nay em bán chỉ còn là 250.000 1 kg này đó. Và tiếp theo đây là lan kiểu vuông mỡ gà đấy ạ. Kiểu vuông mỡ gà còn đấy, còn đâu đó độ hơn cân loại thân dài và hơn cân loại ngắn. Thì các bạn đặt hàng lấy loại dài hay loại ngắn nhá các bạn nhé. Nay em bán xả cho mọi người còn 200.000 một cân đây này đó, còn độ khoảng 3 cân thôi, 3 4 cân gì đấy đó. Thì có mức giá là 200.000 một cân thôi nhé các bạn nhé. Đó, các bạn thích lấy thân dài thì chúng em gửi cho thân dài nhé, thân ngắn gửi thân ngắn nhé. Đó, và tiếp theo đây là lan ngọc thạch. Đây là ngọc thạch Bắc nhé các bạn. Ngọc thạch Bắc nay em bán xả cho mọi người tiếp này luôn này là bình thường là 200.000 đến 220.000 một cân đúng không? Thì nay em giảm cho mọi người còn 180.000 1 kg thôi này. Đấy, cây bây giờ nó đang nụ chi chít trắng như này nhé các bạn nhé. Đó, và đồng thời nó cũng đang bắt đầu lên những mầm gốc luôn. Đó, thì ngọc thạch Bắc này có giá là 180.000 một cân thôi. Đó, em giảm giá mọi người đã. Và tiếp theo đây là lan kiếm Tiên Vũ. Kiếm Tiên Vũ thì nó khác với kiếm Lô Hội nhá các bạn nhá. Kiếm Tiên Vũ thì bản lá to hơn và dày hơn. Cái kiếm Lô Hội cho nó cũng cho bông hoa, cần hoa nó cũng dài hơn nhá các bạn nhá. Bông to dài hơn. Đấy. Về cái kiếm Tiên Vũ này có giá là 150.000 nhưng nay em giảm còn 120.000 1 kg thôi này. Đấy, 120.000 1 kg nhé. Tiếp theo đây là lan chồn trắng. Lan chồn trắng chồn Bắc này thì có giá là 250.000 1 kg, nay em giảm còn 230.000 1 kg nữa nhé các bạn nhé. Đấy, chồn trắng chồn Bắc này này. Đấy. Đó. Và tiếp theo đây là lan Hoàng Lạp. Lan Hoàng Lạp thì 150.000 1 kg các bạn ạ. Đấy. Cái lan Hoàng Lạp thì mặt hàng này cũng không có nhiều hàng về rồi. Đấy. Thì tại vì mặt hàng cũng khan dần và giá nhập cũng rất là cao và mức giá nó luôn được giữ ở 150.000 1 kg nhé các bạn nhé. Về cái lan Hoàng Lạp nhé, 150.000 1 kg. Và tiếp theo đây là lan Long Tu Xuân. Long Tu Xuân thì có mức giá ở 280.000 1 kg nhưng hàng này thì mẻ hàng nó cũng xấu xấu. Thì em lấy được giá rẻ về cũng chia sẻ với mọi người với cái giá rất là rẻ là 250.000 1 kg nhé các bạn nhé. 250.000 1 kg cái Long Tu Xuân ạ. Và tiếp theo đây là lan Hoàng Phi Hạc. Hoàng Phi Hạc thì có giá là 150.000 1 kg thôi. Đấy, nay em bán giảm giá tiếp luôn cho mọi người đây. Thì còn có mức giá là 150.000 1 kg thôi này, lan Hoàng Phi Hạc. Và tiếp theo đây thì Vanda Hương Chanh hàng kg nhé các bạn. Vanda Hương Chanh hàng kg này có mức giá là 150.000 1 kg ạ. Đó. Về cái Vanda Hương Chanh nhé các bạn. 150.000 1 kg ạ. Đó, vừa rồi là tất cả những mặt hàng lan mà ngày hôm nay có để chia sẻ mọi người đây. Và các bạn đặt hàng vui lòng gọi điện thoại trực tiếp hoặc là nhắn tin trực tiếp cho chúng em theo hai số điện thoại ở đầu clip mà chúng em đã đề cập cho các bạn tiện gọi để đặt hàng nhé. Em Ngọc Bình xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên toàn quốc nhé.